Hello my friend nha. Hôm nay uh, mình uh, uh, giảm sâu cái em kia Rondo 7 chỗ này cho anh em mua về cày cuốc nè. Rondo MT 2020. Trước đã bi rồi, anh lên bi led đầy đủ hết rồi. Đèn còn sáng choang à. Đèn sương mù đầy đủ. Tổng thể thì xe này anh em về chỉ việc uh, chạy thôi. Cabo, cấp sau, bốn cửa chưa ra. Cửa còn chắc nịch à. Đi tổng quan sơ trước lại cho anh em. Cái này là mình uh, uh, đăng lại thôi nha. Riêng clip này mình đăng lại thôi. Một chiếc bảy chỗ đến từ Củ Sông ha. Xe này uh, vừa chạy gia đình được, vừa kinh doanh dịch vụ cũng đều ok hết. Mà giá giờ hợp lý quá. Mình uh, hạ giá nhanh chỉ còn 370 triệu thôi. Mình nhắc lại ha, 370 triệu thôi là anh em đã có một chiếc bảy chỗ đời cao rồi vô địch trong cái tầm giá luôn ngựa lạnh sâu đầy đủ hết ghế da sạch sẽ trần zin cửa kiết sùng chỉ không thiếu tất nào bao đâm đụng nặng ha bao ngập nước cho anh em luôn Đó, bộ ghế da còn rất là sạch đẹp nè tắp lô còn đẹp trần là như mới luôn tay lái chưa được điện rồi nha con này tay lái chưa được điện số sàn xấu số mình thấy là quá hợp lý rồi. Anh em nào mà ở tỉnh thì hay là chạy dịch vụ thì quá tuyệt vời, cái này mới chưa tới nó chưa tới bảy ngàn luôn anh em. Zin như cục pin luôn. Tất nhiên xe cũ thì nó không thể nào hoàn hảo mà như xe mới được. Nhưng mà mà chiếc xe vậy là quá liên lạc rồi, không kinh doanh, đăng kiểm tới 2026 lần anh em. đăng kiểm tới 2026 lực Số sàn nên rất là tiết kiệm. Mà được máy hai chấm cho nên nó cũng khá là mạnh mẽ ha. Đi tỉnh, đi đèo dốc thoải mái. Không có bị yếu như mấy dòng chấm 5. Nó sùng chỉ là không thiếu tất nào. Ghê, cửa còn nặng trịch à. Bộ cái da cũng còn mới tinh tươm Nói chung là mua về cho cái việc chạy thôi. Kinh doanh hay dịch vụ đều ok hết. Mà con này được cái là tay lái trên lực điện nha. Cho nên nó là lái rất là nhẹ nhàng mà ba chế độ lái luôn anh em. cái trong ốp carbon đồ nói chung là rất là xinh xắn Màn hình, cam da đầy đủ hết. Số sàn 6 số. Đó, ốc ý còn nguyên zin hết anh em ơi. máy móc thì nguyên thủy ha quên cái xe này thì anh chủ xe anh cũng đã làm lại luôn cái dàn lạnh rồi anh độ luôn cái dàn lạnh của toyota vô cho nên cực kỳ lạnh cực kỳ lạnh và cực kỳ bền còn bảo hành tới năm lần lóc lạnh thay mới luôn thay mới lóc lạnh của toyota luôn anh em cabo chưa ra ha sùng chỉ không thiếu một tấc máy móc là nguyên bản anh em nào mà mua về chạy dịch vụ thì không mà suy nghĩ ai thích chạy số sàn thì chạy gia đình cũng tuyệt vời luôn à, ốc chân máy này. nguyên thủy tất nhiên là máy là mình có rửa rồi nha có sao thì mình miêu tả vậy đi nhưng mà nhìn thấy còn mới không mới tin này. chỉ 370 cành thôi anh em đã có một chiếc xe 7 chỗ đời cao 2020 đăng kiểm dài miên mang 2026 ai à, cần cứ liên hệ với Đức xe này thì xem xe ở Gò Vấp nha anh em ở Nguyễn Văn Lượng Gò Vấp tay lái trợ lực điện 3 chế độ lái luôn Comfort Normal Sport đầy đủ hết hai chìa khóa còn nguyên đàm thoại rảnh tay đầy đủ hết gương chiếu hậu cũng chỉnh điện gặp điện và tự động gặp khi tắt máy luôn bằng remote. Nói chung là nó, nó nó cũng không thiếu thứ gì. Tay lái siêu nhẹ luôn anh em. Anh em mà để chế độ normal là chạy hay là comfort thì chạy rất là nhẹ. Còn tất nhiên bỏ chế độ sport thì nó nó sẽ hơi nặng hơn chút. Đó, nói chung là là tình trạng là hoàn hảo rồi. Chỉ mới 57.000 cây số. thôi Số điện thoại thì mình cứ để ở trên đầu video luôn nha, anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Lỗ hỏng kinh tế hay gì đó, nhưng mà xe hơi chậm nên mình giảm sâu xuống. Xe này giá thị trường nó phải trên 400 nha.